Thành phố Hà Nội sẽ miễn phí vé xe buýt 2 tầng cho du khách tham quan Hà Nội trong 4 ngày nghỉ lễ từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 9, đồng thời tặng quà cho du khách và nhân dân khi đến thăm Lăng Bác vào ngày mùng 2 tháng 9. Theo đó, du khách sẽ được trải nghiệm miễn phí xe buýt 2 tầng Hà Nội City Tour. Thời gian phát vé miễn phí từ 12 giờ tới 17 giờ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 3 tháng 9 năm 2023 tại khu vực vườn hoa 19 tháng 8 đối diện nhà hát lớn Hà Nội. Cũng trong ngày mùng 2 tháng 9, khi vào Lăng Viếng Bác, du khách và nhân dân sẽ được phát bánh mì và nước uống miễn phí. Đây là những hoạt động ý nghĩa thể hiện tình cảm của thành phố Hà Nội với nhân dân cả nước và du khách khi đến thăm thủ đô dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đồng thời các hoạt động góp phần xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch, tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch thủ đô Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng hấp dẫn đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.